Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là sáng thứ bảy. Mẹ cháu được nghỉ học, mẹ cháu nghỉ. Không phải đi làm nữa. Mẹ cháu cho cháu đi chơi với hơi mộ. Giờ nhà cháu ngủ dậy đây. Chơi đi hóng hớt bắn vào chứ ui chào vào buổi sáng. Nhà cháu ô tô để kín cả đường. Trời ơi, hơi lạnh. Chơi buổi sáng hơi rét quá, lạnh thế. Ôi lạnh có là lạnh gió nó cứ vù vù ra. Cô công nhân đang dọn dẹp vệ sinh. Cây cút tết của bà bên nhà xóm. Cây được tưới thì nó rất là tươi. Còn cháu lại đi vào nhà hàng rồi. Nói, ra đây. Đi. Cháu rộng không? Cửa hè rộng thanh thang. Ao chạy nhảy. Tôi tả cái này. Đấy. Cái đầu nở muộn. Đầu nở muộn đẹp không? Rất to và rất tươi ạ. Thank you.
cây bưởi đã có rất là nhiều hoa này. Kiểu nó trắng muốt à. Mẹ cháu quay video bên tay dài rồi. Xin chào tất cả mọi người. Tạm biệt, bye bye.